Tình hình dịch COVID-19 trong nước đã giảm sâu. Các chuyên gia cho rằng đến lúc nới lỏng hơn nữa các biện pháp phòng dịch để thuận lợi trong các hoạt động. Đợt dịch COVID-19 do biến thể Omicron tại thành phố Hồ Chí Minh gia tăng bắt đầu từ trung tuần tháng 2 năm 2022. Từ vài chục ca dương tính một ngày đến trung tuần tháng 3, số ca tăng dần lên 10.000 ca một ngày và tổng số ca cách ly chăm sóc điều trị trong ngày 17 tháng 3 là khoảng 100.000 ca. Số ca nằm viện tăng lên trên 5.000 đến 6.000 ca một ngày, số ca nặng thở oxy và thở máy xâm lấn cũng gia tăng. Sau đó, số ca mắc COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh đã quay đầu đi xuống. Đến ngày 18 tháng 4, tổng số ca cách ly, chăm sóc và điều trị tại bệnh viện chỉ còn 10.000 ca, bằng 1/10 so với cùng kỳ tháng trước. Đáng lưu ý, số ca tử vong không gia tăng, mỗi ngày chỉ từ 1 đến 2 ca, nhiều ngày không có ca nào. Đặc biệt, 12 ngày qua, thành phố Hồ Chí Minh không có ca tử vong do COVID-19. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thành Dũng, giám đốc bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh cho biết, các bệnh nhân nhập viện giảm rất nhiều so với hồi tháng 3. Có thể đã giảm chậm đấy. Điều này cũng có thể miễn dịch cộng đồng đã rất cao. Nếu không có biến chủng mới nữa thì tình hình dịch bệnh là ổn. Theo Bộ Y tế tại Việt Nam, dịch bệnh cơ bản đang được kiểm soát trên cả nước. Từ cuối tháng 12 năm 2021, sau khi ghi nhận ca mắc đầu tiên biến thể Omicron, số mắc cả nước tăng cao nhất trong 3 tuần đầu của tháng 3 năm 2022 do Omicron đã chiếm chủ đạo về số mắc. Sau đó giảm mạnh từ cuối tháng 3 đến nay. Theo bác sĩ Trương Hữu Khanh, chuyên gia bệnh truyền nhiễm tại thành phố Hồ Chí Minh, dịch bệnh hiện nay không có gì để nói nữa, do đó các thủ tục liên quan đến xét nghiệm COVID-19 nên bỏ hết, chỉ ai có nghi ngờ thì mới làm. Bác sĩ Khanh cho rằng sau đợt nghỉ lễ 30 tháng 4, khó có thể xảy ra nguy cơ bùng dịch như năm 2021, nếu có thì đã xảy ra vào dịp nghỉ lễ giỗ tổ vừa qua vì miễn dịch cộng đồng đã cao. Vấn đề hiện nay là tiếp tục bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ, cụ thể là tiêm mũi thứ tư cho những người nguy cơ, phát hiện khả năng để điều trị thuốc kháng virus, ưu tiên xét nghiệm cho người có khả năng mắc COVID-19 nặng, còn lại mọi việc giờ cứ bình thường để phát triển kinh tế. Khẩu trang và rửa tay là biện pháp phòng ngừa thông thường dễ thực hiện. Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Văn Dũng, trưởng khoa Y tế công cộng, trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh cho rằng tình hình dịch bệnh giảm qua ghi nhận thực tế và phù hợp với dự báo quy luật của dịch. Khi tỷ lệ nhiễm và tiêm chủng cao thì thời gian này có thể xem có miễn dịch cộng đồng và không bùng dịch. Trong tương lai, dù có dịch đi nữa thì tỷ lệ chuyển nặng và tử vong cũng không cao. Vì vậy, Phó giáo sư tiến sĩ Dũng đề xuất nên tận dụng cơ hội để mở cửa những hoạt động trước đây e dè như du lịch, khách quốc tế có thể thả lỏng việc xét nghiệm. Các trường học cho đi học bình thường, các hoạt động ngoại khóa mở ra cho trẻ em tham gia. Nhóm trẻ em tiêm ngừa rồi có thể không bắt buộc đeo khẩu trang. Những biện pháp phòng chống dịch không hiệu quả, tốn thời gian, cản trở cuộc sống thì nghiên cứu bỏ đi như khai báo khi vào siêu thị, sân bay, ngân hàng. Các app khai báo y tế nếu áp dụng không hiệu quả thì nên bỏ. Còn bác sĩ Nguyễn Đắc Thọ, nguyên phó giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng miễn dịch cộng đồng đã cao, tuy nhiên phải xem các biến thể mới chứ không thể nói trước được có bùng dịch trong thời gian tới hay không. Theo ông, biện pháp phòng chống dịch là tập trung vào những nhóm nguy cơ và có việc làm thiết thực. Theo Bộ Y tế, các hướng dẫn về cách ly y tế đang được nới lỏng phù hợp diễn biến dịch. Trong hướng dẫn mới nhất ngày 15 tháng 4 năm 2022 về điều chỉnh định nghĩa ca bệnh COVID-19 và biện pháp y tế đối với ca bệnh COVID-19 và người tiếp xúc gần F1 của Bộ Y tế, F1 không còn phải cách ly. Về lý do điều chỉnh nới lỏng cách ly y tế với F1, Bộ Y tế cho biết hiện nay tiêm vaccine COVID-19 đã bao phủ cao trên phạm vi toàn quốc. Tỷ lệ mắc bệnh nặng và tử vong liên quan COVID-19 giảm sâu, phần lớn các ca mắc không có biểu hiện triệu chứng. Triệu chứng nhẹ, dịch bệnh COVID-19 đang được kiểm soát trên phạm vi cả nước. Bộ Y tế cũng đã có nới lỏng một số quy định về xét nghiệm, chứng nhận tiêm vaccine COVID-19 với người nhập cảnh. Hiện tại, theo hướng dẫn mới nhất, ngày 17 tháng 3 năm 2022, người nhập cảnh chỉ yêu cầu có xét nghiệm SARS-CoV-2. Nếu có xét nghiệm âm tính thì được phép rời khỏi nơi lưu trú và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Các trường hợp nhập cảnh trẻ dưới 2 tuổi không bắt buộc phải xét nghiệm. Tiến sĩ Nguyễn Huy Nga, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế cho rằng, việc nới lỏng đó là hoàn toàn phù hợp vì dịch bệnh COVID-19 đã diễn ra 2 năm và theo quy luật, thường virus sẽ lui dần. Ngoài ra, miễn dịch cộng đồng rộng vì lượng người nhiễm nhiều, khoảng 1/10 dân số là con số thống kê đếm được, nhưng thực tế chắc chắn cao hơn nhiều. Có thể đến 50% dân số vì nhiều người không triệu chứng hoặc nhẹ nên không thông báo với cơ quan y tế. Cùng với đó, Việt Nam bao phủ vaccine với tỷ lệ rất cao, do đó có miễn dịch cộng đồng. Ông Nga cũng đề xuất riêng đeo khẩu trang và rửa tay xà phòng hiện vẫn nên áp dụng. Đó là thói quen vệ sinh cá nhân tốt mà mỗi cá nhân nên duy trì.